Đấy mà ngồi nó chỉ ngồi xong rồi nó nóng ngứa lưng không thể chịu được, ngứa như kiểu rôm nó cắn ấy. Thế nhưng mà đấy làm một lần xong bây giờ êm hẳn, đi đấy đi về cũng không vấn đề gì nữa, người nó êm nó dịu hẳn. Không thấy ngứa ạ. Chắc hôm nay phải làm từ 4 đến 6 lần luôn. Vâng, 4 6 lần. À, hơn 6 lần. Mày nhìn mắt sáng luôn thật đấy. Là nó êm dần xong rồi duy trì là mỗi ngày là bao nhiêu? Không, chỉ làm đúng ngày hôm nay, đúng ngày hôm nay là 8 lần.